Tăm bầu mũi sụn sườn và độ rãnh cười sẽ khiến bạn trẻ ra như thế nào? Không muốn hay sao? Em muốn em làm mũi tự nhiên. Tự nhiên nó rất là hợp với mặt thôi đúng không? Thấy sao? Đầu cứ nghĩ là sưng hay là bình thường. Là bà nghĩ là tôi tinh dữ lắm đúng không? Đây là bình thường luôn. Lựa chọn đó ảnh cười là đúng đắn luôn. Đồng ý quá. Em làm cái mũi này là mũi mắc nhất hiện tại rồi đó. Cao cấp nhất, tốt nhất hiện tại. Mắt mẹ lên hơn này, tỉnh cười đẹp lên thêm này.